Xuất phát từ một tỉnh giao thông nông thôn đi lại khó khăn, nhiều tuyến đường liên xã, liên xóm chưa được đầu tư làm bê tông nên các hoạt động giao thương còn gặp nhiều hạn chế. Một trong những nguyên nhân là do địa bàn rộng, địa hình chia cắt, dân cư sinh sống phân tán. Để hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn cần nguồn lực rất lớn. Với sự quyết tâm và cách làm sáng tạo, những kết quả tích cực từ việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và việc thu hút các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông tại các vùng nông thôn của tỉnh Thái Nguyên đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Đây là điều kiện quan trọng để giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, một trong những địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong đó, việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm suốt thời gian qua. Chúng tôi xác định rằng đây là một cái tiêu chí rất quan trọng và cần thiết để phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là đặc biệt quan tâm để xây dựng cái hệ thống kết cấu hạ tầng về giao thông nông thôn. Trên cơ sở đó thì chúng tôi đã tham mưu với huyện, ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện để phân bổ các nguồn vốn, các nguồn lực đầu tư. Trên cơ sở đó thì lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để xây dựng các công trình giao thông. Cầu Soi Chè, một trong 8 cây cầu dân sinh nằm trong dự án thành phần 6, tỉnh Thái Nguyên, thuộc hợp phần cầu, dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển khai xây dựng. Đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành phần lắp dầm, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm nay. Các đơn vị thi công đang gấp rút triển khai những hạng mục quan trọng với mong muốn sớm đưa công trình vào hoạt động, phục vụ đi lại của người dân. Khó khăn thứ nhất là ngay vào dịp mưa lũ làm ảnh hưởng làm chậm khoảng gần một tháng. Để khắc phục khó khăn đấy là anh em tăng thêm mũi, thêm ca, thêm kíp để phấn đấu làm đúng tiến độ và hoàn thành chất lượng công trình, đảm bảo Tết âm lịch tới có cây cầu để cho bà con đi. Vận chuyển vật tư, vật liệu vào rất khó khăn nên là nhà thầu đã phải khắc phục làm đường dẫn, rồi là đường tránh để cho xe cấp vật liệu vào. Và trong lúc thi công thì là cái mực nước là lũ là thường xuyên xảy ra nên là nhà thầu cũng phải cố gắng là đảm bảo an toàn cho anh em thi công. Cầu Soi Chè đang dần lên dáng thành hình trong sự mong đợi háo hức của người dân. Cách công trường thi công không xa, người dân quanh vùng vẫn đang đi lại trên cây cầu treo được dựng tạm. Đây là chứng tích còn lại của mỗi một trận lũ đi qua. Với cái mực nước mà ngang bằng thành cầu như vậy thì chúng ta có thể hình dung được nỗi khó khăn vất vả và sự nguy hiểm mà người dân phải đối mặt mỗi khi qua cầu. Vào trận lũ cách đây 2 năm thì đã đánh sập 1 trong 4 trụ cầu. Mặc dù vậy thì cây cầu vẫn là lối qua sông duy nhất của người dân nơi đây. Ông Đoạn Văn Cơ ở xóm Đồng Mạc, xã Tiên Hội vẫn còn nhớ như in từng trận lũ qua nơi ông và bà con các xóm Đồng Mạc, Soi Chè và Phúc Lẩm sinh sống. Đã rất nhiều lần người dân phải tu sửa vá víu lại cầu, chẳng buộc những thanh tre nứa mới. Thế nhưng làm sao có thể bớt lo lắng mỗi khi đi qua cây cầu đã bị hỏng mất một trụ sắt này. Cầu này là do người dân trong xóm khác tự nhau góp sức mà làm, chặt cây rồi bác dầm làm bồ đá này kê lên vượt qua thôi. Một năm ngoái nữa lại gãy mất chân, còn có 3 chân. Đấy, hàng năm cứ phải tu bổ. Mảnh đá này vừa rồi cũng mới thay đấy. Có được bền năm một thôi. Mỗi lần đưa con cái đi học nước lụt cái là phải vòng đường kia rồi, cái chỗ này thành lùng nước. Chỗ đây làm sao đi được? Lại phải vòng đường cầu tàu. Hai bên lan can bé tí này. Mà cứ chở bao chè chở đi được, nó lan can bé quá. Nó không đi vòng thì nghỉ thôi. Cây cầu này rất là cây cầu treo này rất là nguy hiểm nhỉ. Và người chở hàng nặng đi qua là có người bị ngã.
với lại con nhỏ đi học đi qua rất là vất vả, với lại những khi trời mưa nước to ấy, nhân dân không đi qua được rất là khổ. Những vất vả ấy sắp qua đi bởi một cây cầu mới đang được dựng xây. Những lo lắng của người dân sẽ là quá khứ, chỉ còn là câu chuyện được kể lại trong niềm vui từ sự đổi thay trên những công trình mới. Đây là một kỳ vọng lớn chưa từng có đối với nhân dân của hai bên đầu cầu. Sẽ tạo mọi cái điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cái mức sống của bà con nhân dân. Thế và đồng thời là cũng tạo cái điều kiện để cho cái con cháu đi lại, học hành và được bà con nhân dân phát triển kinh tế trên các cái vùng đồi chè, rồi các cái vùng cây ăn quả rất là thuận lợi. Bây giờ thì nhà nước đang làm cầu cho mới thì nhân dân hai xóm rất phấn khởi. Nói chung là cảm ơn Đảng, Nhà nước. Năm nay là khả năng là đi lại đường này rất là đông vui nhộn nhịp. Cả trăng rằm, trung thu các thứ có khi ra đây ngồi ăn cỗ, ăn bánh kẹo chúc mừng, hát hò ở đây phấn khởi. Nhất là dịp trung thu ấy, hoặc là trăng thanh gió mát, thanh niên ra ngồi nói chuyện. Tết này thì tôi nghĩ là dân làng là rất vui và rất hạnh phúc. Thêm niềm tin của nhà Đảng, Nhà nước và tinh thần nhân dân là được vui vẻ. Sau khi mà cái cầu này được đưa vào dụng thì cái niềm vui phấn khởi của bà con nhân dân là nó sẽ là dâng trào. Nó không còn cái cảnh phải lội sông đi đò hoặc là lội qua những cái cầu khỉ mà thường mà đe dọa đến tính mạng bà con nhân dân. Đây phải nói là cái năm đầu tiên mà gần như là cái năm mà chúng ta mở hội để ăn mừng cái cầu mới để phục vụ cho cái cuộc sống và cái phát triển kinh tế của bà con nhân dân trong xã. Khi cây cầu bắt đầu được thi công, người dân quanh vùng đã rất phấn khởi. Tới đây sẽ không còn phải đi qua những cây cầu nguy hiểm, giao thương sẽ thuận lợi hơn, sẽ giúp bà con phát triển kinh tế. Cùng với cầu Soi Chè, 7 cây cầu dân sinh cũng đang được đồng loạt xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như cầu Đồng Đa, cầu Bến Đình, cầu Vụ Tây, cầu Xóm Mận, cầu Hoàng Mai, cầu Tân Thái và cầu Bãi Bằng. Những nhịp cầu sẽ được bắc trong sự mong mỏi của người dân về ước mơ, về một tương lai tươi đẹp. Đó cũng chính là động lực cho các đơn vị quyết tâm hoàn thành sớm công trình. Mỗi cây cầu hoàn thành, chúng tôi thấy là một niềm vui rất là hạnh phúc để đảm bảo nối được nhịp bờ vui cho bà con dân bản và người địa phương ở đây. Mọi người đi qua được cây cầu là chúng tôi rất phấn khởi, là hạnh phúc của nghề nghiệp chúng tôi. Là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, mục tiêu hướng tới của Đảng bộ xã Tiên Hội trong giai đoạn tới sẽ đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, việc huy động sức dân cùng chung tay xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng với quan điểm người dân sẽ là người hưởng lợi. Nhà nước và nhân dân cùng làm để thực hiện được cái nhiệm vụ đó thì chúng tôi cũng đã thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huy động cái sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó xác định rõ cái việc xây dựng nông thôn mới là người dân là chủ thể, nhà nước sẽ đóng cái vai trò hỗ trợ về cơ chế chính sách, về nguồn lực và nhân dân phải trực tiếp vào cuộc để tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí giao thông. Chính từ sự vào cuộc quyết tâm của chính quyền cơ sở, người dân đã ý thức và tự nguyện góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới. Những con đường được mở rộng, các công trình khang trang, lối xóm sạch sẽ. Cây cầu này trước đây rất hẹp, chỉ đủ cho xe máy đi qua. Nay đã được mở rộng bằng chính sự đóng góp của người dân xóm Đồng Trung, xã Yên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng. Với tiêu chí ai có gì góp ấy, hơn 100 hộ dân và 500 khẩu, người có tiền góp tiền, người có công góp công. Tất cả với mục tiêu để cây cầu mở rộng hơn, phục vụ cho người dân qua lại. Còn đây chính là con đường kiểu mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Tiên Hội, huyện Đại Từ. Với chiều dài 500 mét, con đường được ủng hộ đóng góp 100% đất từ 12 hộ dân. Chính quyền xã hỗ trợ kinh phí làm đường, người dân góp thêm công sức. Chỉ trong một thời gian ngắn, con đường đã hoàn thành trong niềm vui của mọi người. Đại đa số là nhân dân chúng tôi rất đồng tình ủng hộ. Theo cái sự lãnh đạo của Đảng chính quyền là chúng tôi đã rất là nhiệt tình, kể cả coi là nhân dân chúng tôi mà được xây dựng cái tuyến đường làng kiểu mẫu để xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi rất phấn khởi và coi là kể cả đóng góp bằng tiền bằng của chúng tôi cũng rất là nhiệt tình. Chúng tôi coi như là gì, chỉ mong
là quay là cái thi công, cái đội thi công vào thì chúng tôi quay là tự tháo dỡ các hàng rào và dọn dẹp tất cả các cái để hành lang tạo điều kiện cho cái đội thi công và làm việc cho tuyến đường cho nó nhanh. 10 tháng đầu năm 2020, xã Tiên Hội đã huy động được người dân hiến đất và tài sản trên đất với tổng số 14.000 m2. Đây là kết quả của những giải pháp tuyên truyền và thay đổi nhận thức và sự vào cuộc tích cực của người dân trong xây dựng đường giao thông nông thôn. Khi nhận được sự đồng tình của người dân, sự lan tỏa chắc chắn sẽ được lan rộng. Bước đầu thì cũng có những cái khó khăn nhất định, nhưng tuy nhiên sau khi nhân dân đã hiểu vào cuộc thì các tuyến đường đến nay cơ bản đã được hoàn thành. Và sau khi đã được hoàn thành các tuyến đường giao thông thì nó tạo lên một cái sức lan tỏa rất là lớn, tạo lên một cái bộ mặt lớn và từ đó nhân rộng lên các xóm khác cũng rất tích cực vào cuộc để hiến đất và tài sản trên đất để làm các tuyến đường giao thông, tạo lên một cái nét khang trang diện mạo mới cho mỗi xóm cũng như là vùng nông thôn của xã Tiên Hội. Tôi rất phấn khởi là cũng mong rằng là coi là qua cái việc của xóm chúng tôi là mọi người cũng đến học hỏi và chúng tôi cũng chia sẻ cho người ta là tất cả mọi gia đình nếu mà được coi như hiến đất hiến tài sản như thế này thì nhân cái cuộc nhân rộng ra sẽ càng tốt đẹp hơn. Con đường khang trang sạch đẹp này chính là kết quả của việc người dân đã đóng góp 100% về đất và chính quyền địa phương thì bỏ kinh phí ra để làm đường. Và khi mà con đường này được hoàn thành thì đã mang lại niềm vui và sự khởi sắc cho cuộc sống của người dân. Sẽ có thêm rất nhiều những con đường như thế này được xây dựng trên mảnh đất Thái Nguyên để góp phần giao thương kết nối và thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Được biết đến là mảnh đất của những đồi chè và giờ đây Thái Nguyên còn phát triển những vườn cây ăn trái. Ngoài công nghiệp thì những nông sản này đang ngày càng được biết đến nhiều. Cơ sở hạ tầng giao thông thuận lợi đã giúp cho các sản phẩm này dễ dàng đến với người tiêu thụ. Nông dân chúng tôi ấy, muốn trồng cây một cái sản phẩm như nông nghiệp ấy thì phải có con đường. Đấy, đường thì nó thuận tiện cho việc giao lưu hàng hóa, đấy, chở đi buôn bán và nâng cao cái giá trị của mình. Đấy. Xuất phát từ con đường đó thì là cái sản phẩm của mình làm ra mình mới bán được. Và thứ hai là người ta đi vào thuận tiện thì người ta mới đến để mua của mình. Thế xuất phát từ cái chỗ đó thì tôi nghĩ là sau khi có cái chương trình nước với nhân dân cùng làm thì là cũng là tôi cũng phải hiến đất để mở rộng con đường ra. Ở trước kia ấy là mình trồng bưởi mà chưa con đường chưa thuận tiện ấy thì nó bán nó trôi nổi. Đấy, lúc thì được 20.000, lúc thì có kể cả 10.000. Đấy, thế nhưng mà thực tế bây giờ là làm được con đường này rồi thì tất cả các thương lái người ta đi lại là phương tiện ta đến tận nhà mình là chúng tôi không phải lo cái chuyện đi chở đi bán nữa mà ra giao lưu nữa. Người ta sẽ biết mình có đây mà thuận đường thá giao thông thuận tiện này thì người ta đến tận nhà để người ta mua tại nhà. Con đường dài gần 2 km đi vào hợp tác xã Tiên Trường 3, cơ sở sản xuất nông sản của hơn 100 thành viên hợp tác xã. Con đường đang được mở rộng để thuận tiện cho các thành viên hợp tác xã vận chuyển nông sản. Người dân đã hiến đất và đóng góp 20% kinh phí là gần 800 triệu, sắp hoàn thành. Bà con mong mỏi rất là phấn khởi. Mà sau khi có con đường tuyến đường này để giao thông thuận lợi, thì tin rằng là những cái nông sản của bà con chúng tôi làm ra được ở cái khu tập trung sản xuất tập trung này, thì tin rằng là cái việc này là cũng là một cái bàn đạp để cho cái cơ sở chúng tôi có một cái tiếng nói chung vươn xa hơn nữa trong cái việc nông sản bà con nhân dân sản xuất ra. Với những việc người dân và chính quyền tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện, tương lai chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều những con đường khang trang, sạch đẹp xuất hiện, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tạo đà cho vùng khó phát triển. Bắt đầu từ những con đường, mỗi người, mỗi nhà đã, đang và sẽ chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp quê hương phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là xe ở đâu mà xe đến được là cái việc là đỡ vất vả cho người nhân dân. Tức là tất cả mọi người sau khi có cái chương trình thì nhiều khi thấy ra ngoài xe không vào được đến nhà. Cả bên này có một xóm mà nó không đi được, chúng tôi là vận động nhân dân là mỗi người đóng góp tiền của để xây dựng cái cầu đi lại nó thuận tiện. Vài ba nhà nấu cơm chứ, nấu cơm mời đội thợ ăn uống sinh hoạt bình thường. Cái việc có tiền nấu cơm là không tính vào tiền. Nên là mọi nhà bên này bên kia người ta thấy cái việc làm của thợ nhiệt tình, người ta sẵn sàng ủng hộ. Nói chung là chúng tôi là cứ đóng góp thì không công thì không kể được. Tiền thì nói chung là chia theo đầu người, có ai có nào đóng góp bằng ấy, phấn khởi lắm. Bà con ai thì đi lại nói chung là thuận lợi nhiều. Những con đường đất đỏ năm xưa nay đã được khoác lên mình một tấm áo mới, đó chính là những con đường bê tông nhựa. Và cũng từ nơi đây mà cuộc sống của người dân cũng đã thực sự đổi thay.